Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Subnautica Early Access. Trong tập trước chúng ta đã đi khám phá The Array hay là cây súng này đây. Và mình đang ở bên dưới biển hả? Giờ mới để ý á nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn một cái và uống nước một cái. Sau đó mình sẽ lấy cái Purple Artifact này đi. Trong tập trước thì có một bạn nói cái chỗ đó, không phải một bạn nữa, mà rất là nhiều bạn có lưu ý với mình là: anh ơi, inventory full lấy không được, chứ không phải là anh phải đi tìm. Cái đó là do mình hơi sơ ý một chút xíu. Thành ra chúng ta sẽ lấy cái món đó và lên trên này kiểm tra xem. Vô trọng, ta có thể mở được hay không? Và insert artifact, gắn vô. Rồi, ok, chúng ta có thể bước qua đây. Nơi này có gì? Chưa thấy có gì lạ. Có gì đặc biệt không? Và có gì đây? Có cục ion crystal nào hay không? Này đang làm gì vậy? Ôi, hey, vừa phát hiện ra tuyệt chiêu. Đây là một cái chiêu thức mới của con nhân vật. Nó không có đi nữa mà nó trượt. Kinh khủng. Bên này có gì không? Không thấy bất kỳ thứ gì lạ ở chỗ này hết trơn ta. Không thấy, không thấy. Và lên trên coi nào. Bên trên này có cái gì? Disable facility. Sao tôi thấy nguy hiểm quá vậy? Chúng ta có nên disable cái facility này hay không? Bởi vì theo mình được biết, nếu mà bạn vẫn còn bị bệnh thì bạn không có disable được đâu. Và nó sẽ có hệ thống báo động, rất là nguy hiểm. Bạn muốn coi hệ thống báo động thì coi. Chúng ta sẽ coi hệ thống báo động một phát nào. Đó. Và nó đưa mũi kiếm ra, giống như con mắt vậy đó. Rồi. Rồi, chạy. The control panel is broadcasting a message. Translation reads: warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Rồi. Và nói chung á là chúng ta không thể nào disable được cái cây súng này để có thể thoát ra khỏi nơi đây. Và nó vừa thông báo là cái hành scans of available alien data indicate the presence of a second facility elsewhere on the planet. Evidence suggests it is located 800 meters below sea level, approximately 1 kilometer southwest of this installation. Information recorded to data bank. Và hành tinh này đang ở trong giai đoạn cách ly. Bây giờ chúng ta vừa tìm được một cái tín hiệu của một cái khu vực giống như vậy nữa, cách chúng ta khoảng 800 mét ở dưới biển. Bây giờ mình sẽ tìm đường đi ra lại. Mình đang trên đường về nhà và phát hiện ra một mảnh của con Cyclops. Giờ để kiểm tra khu vực xung quanh đây có gì nguy hiểm không đã. Bởi vì mình đang còn khá thấp máu. Chúng ta hãy bơi ra và scan. Cyclops Engine Fragment. Ta đã có được 2 mảnh trên 3 mảnh. Còn một mảnh nữa là mình có được bộ engine. Và bên đó là cái gì? Bên đó có gì lạ? Stalker. Có Stalker. Có khá là nhiều những cái crop. Và metal salvage hả? Không cần thiết. Stalker. Stalker đông dữ ta. Mình cảm thấy là lần chơi này chúng ta gặp khá là nhiều Stalker. Và chỗ đó là một cái đường xuống, một cái hang. Mình đang bơi trong một cái khu cũng coi như là an toàn. Bởi vì Kel Forest, cái con dữ dội nhất sẽ là Stalker. Đang ngắm nhìn. Tông nó một cái. Mẻ tàu của tôi. Nhưng mà đỡ. Tông nó vui chứ bộ. Lâu lâu tông với con Stalker nó. Và có trứng kìa. Có một vài thứ cũng không cần thiết gì cho lắm. Chúng ta lại phải tiếp tục giải quyết vấn đề sinh tồn. Giờ mình sẽ cần có một số thứ nữa để chúng ta hoàn thành cái căn cứ bên kia. Có một cái chúng ta chưa có, đó chính là cái bồn nuôi cá. Đây là cái gì? Metal salvage hả? Nhiều quá vậy.
ta hãy vô cái live pod nào. Kiểm tra thử coi. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad. How many of... I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? We're a six-seater, and we aren't even slightly equipped to handle this. Our pilot last attempt at a planet landing in the Academy simulator. Oh, it's a bad situation, but so are all the alternatives. Chúng ta vừa được nghe một cái đoạn hội thoại nói về việc đi gọi là đi cứu cái đội nào đó. Trong tập trước chúng ta có biết thì nó cũng không cho mình bất kỳ thứ gì mới. Rồi, giờ mình sẽ giải quyết vấn đề nước uống cái đã. Mình có được hai chỗ thì chắc là ăn luôn cái đi. Có mấy cái flare, mình sẽ cần phải cất mấy cái flare đi. Tránh mấy cái con đó ra, nó phun chất độc. Bơi vô. Đó. Nãy vừa nghe tiếng con crash thì phải. Đó nó kìa. Nổ ở ngoài. Có bị dính không? Nó nổ ở ngoài mà. Đừng nói là nó gây sự với tôi tới mức đó luôn đó nha. Chúng ta sẽ có một cái locker. Đây. Cái locker này nó bự hơn là cái wall locker. Để ở đâu ta? Để ở bên này đi. Chúng ta để đây. Rồi, giờ mở vô trọng. Và cất hết những cái kim loại, cất gì này nọ vô hết. Ion crystal. Những thứ cũng khá là quan trọng. Giờ mình sẽ đi ra ngoài một cái. Để mình lên cái life pod của mình. Mấy con cá bơi nhìn cái bóng nó bự ghê ha. Ta sẽ cần phải đi tìm thêm cord. Để giúp mình làm kiến á mà. Có sun deposit. Và mình cũng sẽ không quên bắt cá luôn. Hết battery luôn mới giữ. Giờ trước mắt nếu chúng ta muốn thì phải làm thêm battery. Mình sẽ lấy mấy cái mushroom. Bắt con cá. Là bắt con cá. Bắt không được luôn. Cái gì? Peeper. Đứng lại. Chơi cái phần chơi Subnautica này vui nhất là đi bắt cá. Nhiều khi con cá nó từ chối mình. Ta sẽ bơi rượt theo nó. Ta đứng lại. Bắt rồi nha. Gì đây? Titanium. Đó là copper. Titanium. Và thêm một em peeper nữa đi. Ta có 3 em peeper rồi đúng không? Tuyệt vời. Những con bladder fish là cái con kế tiếp chúng ta đang tìm để uống nước. Và đây là cod. Còn không? Cod đâu? Cod đâu? Đi tìm thêm cod coi. Và metal shaven kìa, cod kìa. Cái cod nó chuyển sang cái màu đó nó hơi bị ấy. À, bởi vì mình bơi gần mặt nước quá thành ra nó có cái tình trạng đó. Chứ không phải điều gì ghê gớm lắm đâu. Có con crash kìa. Không có cái sea clay rất là khó để né cái con đó. Có quá chừng crash luôn mới giữ. Đó. Nó chuẩn bị crash fit habitat. Đó là cái nơi ở của con crash fish. Rồi scan luôn. Cod kìa. Bên kia có hai con blader. Nó bơi nhanh quá bà con ơi. Nó bơi nhanh quá. Ủa cái này mình chưa scan hả? Để scan luôn cả mấy cái cỏ này đi. Rồi xuống. Chúng ta sẽ xuống một lần nữa. Hai con. Ở trong đó còn hay không mới quan trọng quá chứ. Bladder fish. Quá chừng bladder fish luôn. Tuyệt vời.
Tôi muốn bắt Blader Fish. Ở đâu, ở đâu, ở đâu? À! Hài quá. Giống như chúng ta đang chơi trò chơi trốn tìm. Bể đầu luôn, tử nạn. Không thể nào tính được. Kinh khủng. Tử nạn luôn á, mất đồ. Giỡn giỡn, mất đồ thiệt á chứ. Ẩu quá. Thôi không giỡn nữa, chúng ta hãy mau mau đi thu hoạch những cái món đồ chúng ta đang cần. Nó nữa kìa, thôi. Xin cảm ơn. Mấy con đó dạo này nhiều quá ta. Mình bây giờ hả, cần có cái glider. Thì mình bơi mới lẹ hơn, mình né nó được chứ. Thiệt tình. Chúng ta đi bắt lại một vài con tipper coi. Đây là thời gian giải trí sau khi đi khám phá. Nó đâu rồi? Mình nghe tiếng nó chui ra khỏi cái vỏ của nó. Đứng lại. Em này. Hồi trước còn có vùi cát ra tìm đồ nữa. Bây giờ không có ha. Ta bắt cá, kiếm cod. Nãy mất hết mấy cái cod mình đang có luôn mới giữ. Play the fish rồi. Mới thấy mới bơi ngang nó luôn á. Đó, cod kìa. Ý. Có gì nguy hiểm trong này hay không? Mushroom. Có. Ui da, nó nổ ngay bên này mới ghê. Grass powder. Xuống sâu hơn chút chơi coi. À, cũng không có gì đặc biệt. Bơi lên, bắt một con. Tipper không ta? Không thấy Blader Fish nhiều. Blader Fish đâu? Tipper quá chừng. Chúng ta bắt nãy giờ 3 con Tipper rồi. 2 con Blader Fish. Cái đó là một bầy boomerang. Metal Savage kìa. Đây không phải là thứ mình đang đi tìm. Chúng ta hãy tập trung kiếm cord. À, đây rồi. Ở bên này có mấy mảnh vỡ của con tàu. Có cord ở bên kia. Gì đây? Sea Glide hả? Sea Glide Fragment. Có gì nữa không? Trong này không có. Sea Glide Fragment. Có cord ở trỏng thì phải. Chính xác. Và bên chỗ bên này hình như hồi nãy cũng thấy có cord nữa. Cord đâu? Đâu đây nè? Đó, 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 đó. Trời cũng đang bắt đầu tối. Và mình thấy có cord nè. Mình đang bơi trong vùng biển an toàn. Và nó cũng có cái sự nguy hiểm riêng của nó. Chúng ta đừng có để sự an toàn đánh lạc hướng. Copper tuyệt vời. Ê, Stonker. Blader Fish. Ta sẽ quay ngược lại đi. Và đó là gì đây? Sun Deposit Cod. Yeah. Thấy có cod lại vui à? Đang tìm cod mà. Hai mươi mấy rồi. Để chụp cái này xong ta ngồi lên một cái. Qua chụp con Blader đó đi. Ý, sao bỏ lỡ được? Cố gắng không bỏ lỡ. Ngồi lên một cái. Thở phù. Xuống. Bên kia. Thấy rồi nha. Đó. Đã chưa? Tiếp tục. Đã thiệt. Vô mánh rồi. Nói chung là đừng để chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Bởi vì có quá nhiều cord. Nó đang thả mấy cái chất độc xuống kìa. Để mình thở cái coi. Không vô được cái bong bóng. Bên đó.
Đường đó mà khỏi lỡ chúng con crash nữa vui lắm. Inventory full, ta đã có thể quay về. Mình đã về tới căn cứ và ta sẽ cùng nhau chế tạo kiến. Kiến đâu? Chúng ta sẽ bấm lộn Metal Savage rồi, lộn. Đây là kiến. Như bạn thấy thì cái solar panel đang hoạt động, nó vẫn đang sản xuất điện năng. Tới 1000 điện năng lận, tha hồ chế tạo, sung sướng cuộc đời. Tiếp tục. Được bao nhiêu kiến đây? Đã quá. Bấm tiếp nào. Tới khi nào không còn bấm được nữa thì thôi. Và hết. Bây giờ tới lượt đồ ăn. Mình sẽ có filter water, hình như được 2 bình. Và pepper. Chúng ta sẽ nấu một con lên. Hồi nãy chúng ta có muối không ta? Không có muối. Làm sao chúng ta ướp muối được đây? Ta ăn thêm một con nữa kìa. Vẫn chưa đủ độ no. Đây, một con nữa. Và lấy cái Habitat Builder ra một cái. Rồi ở ngay những cái ô này, ta sẽ đặt cái cửa sổ. Và thấy bên ngoài tối thui luôn. Tối thui chả có gì hết trơn. Nè, tối thui tiếp nè. Mặt bên này hả? Cũng đẹp. Và còn được bao nhiêu? Nghĩa còn thiếu. Này, mỗi lần nó xài tới 2 cái lớp kiến lận. Hơi ít một chút xíu. Rồi để mình ưu tiên cái Reconstruction Clamp Down. Ta sẽ ưu tiên gắn cái ở dưới. Đó, nhìn ra ngoài. Và có 2 cái cây. Rồi, có 2 cái cây tuyệt vời rồi. Và bỏ vô. Mấy cây này hồi xưa cho thức ăn rất là đã. Bây giờ thì nó hơi giảm quá. Hồi xưa là nó ăn một phát là ngon lành luôn á các bạn. Giờ để coi thử coi. Mình còn có một kiến à. Và một cốt nữa là được. Không cần nhiều. Chúng ta sẽ ra ở hướng này. Giờ sẽ đi kiếm một cốt nữa. Để mình có thể làm một miếng kiến. Và mình sẽ làm một cái cửa sổ ở bên trên. Trời đang rất tối. Và hay quá. Rồi giờ chúng ta sẽ vô. Trong lần chơi này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ để có thể tìm hiểu. Vì thế ta cứ từ từ mà tận hưởng khung cảnh biển thơ mộng. Và nhất là đừng có để cho mấy con cá nó cạp vô mặt là được. Đây, ta sẽ có em này ở đây. Một lớp kiến. Đó, đẹp rồi. Và mình sẽ có thêm một cái outdoor crow bed đi ha. Kiếm cái chỗ đặt cái outdoor crow bed. Mình có exterior crow bed nè. Đó, hay là outdoor crow bed đó. Và để coi thử coi nếu chúng ta đặt nó ở bên này thì sao. Mình sẽ đặt cho nó ở ngay chỗ này. Có con stalker kìa. Khu vực này lại gần bên đó hả? Craig McGill survived 47 months on a healthy, raw salad of live tree roaches and stank root. Ây da. Mình vừa im lặng để chúng ta nghe cái đoạn đó. Rồi. Và nó nói về việc chúng ta có thể trồng những cái loại thực vật ở trên cái hành tinh lạ này. Nó sẽ rất là hữu dụng. Bây giờ để mình quay về trồng. Grapevine. Bơi qua bển. Bơi qua. You planter. Chúng ta sẽ trồng 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Trồng thoải mái luôn. Ê, cẩn thận. Hy vọng là mình không kéo bất kỳ một cái con stalker nào về đây. Và những cái cây đó kìa. Nó nhỏ thôi nó cũng đã phát sáng rồi. Tiếng gì thế? Tiếng âm nhạc khiến người ta phải rợn tóc gáy. Vô trong nhà. Bây giờ ta hãy kiểm tra xem đây là tất cả những gì mình có. Mình có nước, mình có này nọ. Và mình có con si mọt. Ok.
có lẽ là tới lúc chúng ta phải đi tìm một con Cyclops chẳng hạn. Chúng ta sẽ phải đi tới những vùng biển nguy hiểm hơn và sâu hơn để tìm những thứ đáng giá hơn nữa. Giờ mình lên đây để mình lấy cái power cell thôi. Ta sẽ cất... không cần cất cái đó đâu. Cất cái này vô đi. Và ion crystal với cái này. Ta sẽ đem qua bên kia từ từ. Vàng. Đây là silver. Copper. Lithium. Quả bên kia. À, ta nên chế tạo một cái cục pin để mình có thể sử dụng cái C-Clyde nếu cần thiết. Chúng ta vô trọng coi. Vô trong này. Khoan. Vô trong này sớm quá. Và cục pin đâu? Battery. Copper on. Còn copper không? Hết copper rồi. Tôi cũng muốn có copper lắm. Nhưng mà hết copper rồi. Và cất cái này vô. Có con cá. Có son deposit kìa. Chúng ta sẽ đem con cá theo ăn. Chúng ta có nước. Chỉ có 20 nước thôi. Như vậy chúng ta sẽ cần phải có thêm 2 con nữa. Ít nhất là phải có 2 con nữa thì mới cảm giác an toàn. Và có cod ở trước mặt mình kìa, tại sao mình không lấy? Nếu không là có người sẽ hỏi anh ơi, cod trước mặt anh kìa. Thì chúng ta sẽ lấy luôn đi. Rồi giờ mình sẽ lại bắt con đó. Play the fish 1 con. Tiếp tục. Đó là một quả trứng. Stonker. Không phải. Nhìn nó dính chùm lại tưởng Stonker, té ra không phải. Mình vừa đi bắt một vài em cá. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị để chúng ta có thể lên đường. Đồ ăn đâu? Đây, Keeper. 2 con. À, hết son deposit. Để lấy thêm son deposit thôi, khó gì đâu. Và đây, ở đây chúng ta sẽ có... Ủa sao kỳ vậy? Con Peeper nó bị gì? Ơ, bắt có một con à. Thiệt tình. Vậy là mình nhớ lộn. Không phải mình bắt hai con mà bắt có một con à. Chắc là phải ra bắt thêm một con nữa thật nhanh. Và mình bắt được tới 5 con Plater Fish lận. Chắc là uống mất một đi. Để có nước. Mấy con đó cho nước ít quá. Thiệt tình luôn á chứ. Có một con Plater Fish kìa. Có con lộn, con Peeper. Bắt cho nhanh, Peeper thì nhiều. Ôi, Stonker vô tới nhà tôi luôn rồi. Thật là căng thẳng quá đi. Né. Trong lần chơi này thì mấy cái con Crash đó nhiều quá. Lên trển. Và ta sẽ coi thử coi nó để cái gì vậy. Power Cell. Có gì đâu mà phải coi. Rồi giờ chúng ta sẽ cho nó biến thành Cupipper. Và lấy một cái Medkit. Còn gì nữa chúng ta có thể đem theo. Vậy thôi. Ok rồi. Và xuống. Xuống chứ phải đi lên, lộn. Chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là mình có thể đi qua đây. Hai là mình có thể đi qua bên kia. Vô trong Aurora. Thì chúng ta sẽ làm gì đây? Giờ trước tiên là hãy nhảy xuống. Có lẽ là mình sẽ cần có cái chỗ để sạc điện trước khi chúng ta vào Aurora. Có được Repulsion Cannon gì này nọ. Dạ mình thấy nó mắc cạn hả? Con cá đó thật thú vị. Repair tool. Để sửa con si mọt lại một cái. Rồi, em ấy đâu? Em ấy thật thú vị. Chắc là ăn nhiều quá cho nên bị tức ngực rồi gì đó. Tội nghiệp nó. Chúng ta sẽ xuống tới độ sâu được khoảng 200m. Thì mình sẽ đi về hướng này. Đi qua bên kia. Chúng ta sẽ đi qua bển. Đi theo cái hướng Lightpost số 19. Nó sẽ dẫn mình tới đâu đây? Ta cứ việc đi tới. Và một mảnh của si mọt kìa. Có khá là nhiều son deposit ha. Son deposit quá chừng luôn. Và có cái crop. Có con sand shark. Ghê vậy ta. Và khu vực này
hình như không phải là nơi mình cần tới. Tôi nghi ngờ quá. Mình sẽ cần phải định hướng lại một chút. Nếu đi theo hướng đó thì mình sẽ tới đâu? Ủa, mình đang ở đâu à? Con Aurora nằm đâu? Aurora ở sau lưng mình rồi. What? À, chúng ta đi lộn hướng. Hèn gì. Không phải là nơi mình đang muốn tới. Aurora ở tuốt bên kia. Vậy là chúng ta sẽ phải đi ngược lại. Như các bạn thấy thì cái bản đồ này nè, nếu bạn để ý á, thì nó sẽ ngược lại so với cái bản đồ lần trước chúng ta chơi. Chắc là họ đã làm như vậy á, để tạo cái sự mới mẻ. Rồi giờ mình sẽ cần phải đi về hướng. Chúng ta cũng sẽ đi về hướng bên này nè. Chúng ta đi đang đúng hướng rồi đó. Chúng ta đi về hướng bên đó. Và đi ngang căn cứ Kill Forest. Đó là căn cứ. Rồi. Thẳng tiến. Qua bệnh. Nhiệt độ đi xuống sâu hơn là càng tăng hả ta? Vậy hành tinh này nước nóng, đâu phải nước lạnh đâu. Phải không? Không. Nhiệt độ khi chúng ta đi xuống thì nó lại giảm. Để mình ngoi lên, mình kiểm tra thử coi. Mình đi có đúng đường chưa? Chính xác rồi. Nhưng mà chưa tới đúng chỗ thôi. Đi thì đã đúng hướng. Chúng ta cần phải vượt qua cái Kale Forest này một cái. Đây rồi. Đi qua nơi này. Có gì đặc sắc? Có gì thú vị? Có sen shark. Khá nhiều sen shark. Còn gì bên này? Có mấy cái con cá nó rỉa kìa. Có cái cây đó. Và có một cái rác. Có gì đặc biệt ở trong này hay không? Mình chưa thấy gì đặc biệt ở nơi đây. À ha, gì đây? Ta hãy ra kiểm tra Scanner Room Fragment. Nó sẽ có 2 mảnh. 3 mảnh luôn chứ không phải là 2 mảnh nữa. Scanner Room. Rồi giờ bây giờ mình cần Battery Charger và cái Power Cell Charger. Thì chắc là nơi này không có quá. Chúng ta có Metal Savage. Oh yeah, cái gì đây? Beacon Fragment. Cái này hồi trước cho sẵn, bây giờ phải đi scan. À, Beacon Fragment, tuyệt vời. Còn gì nữa không? Thêm một mảnh beacon nữa nhưng mà không cần thiết. Rồi giờ sẽ bơi qua bên này chút xíu. Có cái gì đó. Có con cá nó đang cạp với con cá khác. Ghê vậy ta. Metal Savage. Có Sand Shack. Và có cái đường vào. Ok, xuống. Vô trọng. Có PDA hay có gì không? Đây là Laser Cutter Fragment. Tuyệt vời. 1/3 hả? Vậy chúng ta có được 2 mảnh rồi. Còn một mảnh nữa. Quá chừng luôn. Laser Cutter. Tốt. Và đây là cái ghế ở bên đó. Để mình mở thử cái cửa này coi. Mở ra. Đây là gì? Steel Suit. Tuyệt vời. Steel Suit Fragment. Fluorine Acquired. À, không cần mở nữa. Vậy mở tiếp cái cửa này. Điều gì đang chờ đón? Như vậy là ở đây là hết rồi đúng không? Chúng ta chỉ có một cái chỗ này thôi. Siêu đo. Nó cần phải có Laser Cutter. Và ta vừa tìm được Laser Cutter. Mình vô trọng để mình thở một chút xíu. Trong lúc thở thì chúng ta cũng sẽ ăn uống.
hơi bị ít nước ha. Bây giờ để đi vô trong này coi thử. Khoan, đây là repair tool chứ không phải là laser cutter. Hết rồi. Ở trong đó không có gì. Nói chung là cái này thì chúng ta có được beacon và cái laser cutter. Cũng tạm tạm. Rồi ta hãy đi xuống sâu hơn một chút. Có con gì trên kia nhìn thấy ghê ghê vậy ta? À ha. Mình vừa thấy con gì đó giống con Reaper Leviathan. Bon Shark. Đây rồi. Nơi mình đang tìm đó chính là Mushroom Forest. Ây da. Và ta đụng một đàn cá. Lithium. Đây là lithium. Đây là Mushroom Forest và có khá là nhiều lithium ha. Có cái gì đó nó cho phép mình scan hả ta? Tree mushroom. À, scan cái này. Scan thì scan. Ta lấy một mảnh của cái tree mushroom về. Và lithium. Ây da. Đụng một hồi bể xi mọt luôn á. Đừng giỡn. Ây da. Có mấy quả trứng của mấy cái con gì stingray gì đó, mấy cái con đó đó. Rồi, đừng cố gắng chen qua những cái chỗ đó nữa. Kiếm đường bự hơn đi. Đây là gì? Kiểm tra Cyclops Hunt Fragment, tuyệt vời. Đó là gì? Lithium. Vô. Ở đây là 14 độ C. Nó lạnh hơn là ở gần phía trên. Và trên đây. Đây, scanner room. Ôi, thứ này không cần. Scanner room nó cũng không cần thiết gì cho lắm. Nó giúp bạn có thể tìm đồ được. Cũng hay đó. Nhưng mà theo mình thấy nó không cần thiết cho lắm. Đó là khói vàng. Khu vực này thấy cái con cá bự đó thì thấy vẫn còn là an toàn đó. Mình sẽ giảm bớt không lấy lithium. Bởi vì mình muốn chừa chỗ. Lỡ có gì cần thì mình lấy luôn. Trời bắt đầu tối rồi đó các bạn. Giờ nay có thêm mấy con này nữa hả? Nó cũng không có gì lạ lắm. Nhưng mà nó ghê ghê. Oh yeah. Cyclops. Rich Fragment. Cyclops có 3 cái. Engine, Hunt và Bridge. Khi chúng ta scan hết thì chúng ta có thể chế tạo được con Cyclops. Đó là một quả trứng. Mình cảm giác được an toàn khi chúng ta bơi ở bên dưới chỗ này. Không có bị tấn công như lần chúng ta làm truyền hình trực tiếp nữa. Có một lần truyền hình trực tiếp mình bị con Reaper Leviathan. À, cái gì đây? Aha! Nó giấu ghê thiệt. Và nhờ vào cái đèn pin chúng ta mới thấy. Đó là Sun Deposit. Thôi để sửa chữa một cái coi. Tàu bốc khói rồi kìa. Sửa. Đảm bảo an toàn tính mạng nữa chứ. Nguy hiểm quá. Sao chỗ này. Nó lại tới cái biome khác rồi. Chỗ này chúng ta chưa nên tới. Thôi quay vô. Mình vẫn đang đi tìm con Cyclops Lithium. Ngoài lithium ra chúng ta còn có battery charger gì này nọ nữa đó. Khu
Ô bậc này sao ghê quá vậy? Cảm giác như nó ghê ghê. Đang đi tìm một sao. Có lẽ nên quay lại phía bên kia. Chỗ đó mình đang xuống khá là sâu. Nó đang muốn hạ sát mình. Ây da, cái gì vậy? Cái gì thế? Con cá nào? Warning, maximum depth reached. Hull damage imminent. À, bon shark hả? Hèn gì? À ha, Cyclops kìa. Đây là một mảnh của Cyclops. Để scan cho xong cái mảnh này đi. Đó là cái mảnh bridge. Là cái chỗ chúng ta đứng điều khiển á. Có gì bên dưới? Trời đất quay cuồng. Chiếu chiếu vậy trời đất nó quay cuồng. Ao 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 ao. Đây, hơn fragment phải không? Chắc là scanner room rồi. Bridge fragment. Bridge fragment có rồi. Vậy là không cần scan cái bridge nữa. Chúng ta sẽ cần phải scan đổi món. Scan cái hơn. Và 187, 186. Khoan, định hướng coi hướng nào về nhà luôn. Mình đang bơi trong một vùng biển khá là nguy hiểm. Cái đó là cái con bon shark thì phải. Nó đang tấn công mình. Theo dự đoán là con bon shark. Và đó là một quả trứng thì phải. Đúng không? Creature Edge. Ủa, trứng của con gì vậy ta? Cái trứng này hơi lạ. Unidentified Edge. Đó là một quả trứng nữa. Nếu muốn chúng ta có thể xuống scan những cái con đó. Bơi vào gần khu này. Có cái cây rất là bự. Cây nấm. Đây là Mushroom Forest mà. Bon shark, thấy chưa? Nó bị kích thích bởi ánh sáng á. Bon shark. Cái con đó nó bị kích thích bởi ánh sáng, thành ra nó tấn công mình. Có một con. Và có một con nữa. Để mình sửa lại con si mọt một cái. Sao chặng đường chúng ta đi tìm con Cyclops nó căng thẳng quá vậy các bạn? Ghê thiệt, ghê thiệt. Ây da, ây da, ây da. Mình có thể nhìn thấy được cũng khá tốt. Nhưng mà có thể các bạn sẽ không thấy thôi. Đó, nó lại tấn công nữa kìa. Chúng ta hãy bơi qua khu vực này. Đây là Mushroom Forest. Ta sắp kiếm được hết được con Cyclops rồi. Nói rất là tự tin. Mình sẽ tránh xa khu vực bên kia một chút. Để cho những cái con... Ê, cái gì thế? Có cái gì đó. Nó vừa hiện cái dấu scan lên thì phải. Bây giờ trời cũng đã bắt đầu sáng. Mọi người có thể nhìn tốt hơn. Kale Forest. Và cái gì đây? Đó là cái gì? Power Transmitter. Cái đó cũng là một thứ rất là thú vị. Hồi trước chúng ta không có cơ hội để sử dụng. Nhưng mà có thể bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nó. Hồi trước không cần thiết. Bây giờ thì nếu chúng ta muốn chuyển điện gì này nọ, có cái cục đó chuyển đi cũng hay.
Bên này là thấy an toàn rồi nè. Hay à, cái này đường đi đâu đây? Xuống bên dưới này thử coi. Chưa thấy gì đặc biệt. Phải tập trung. Đang đi tìm kiếm những cái mảnh vỡ Cyclops chúng ta có thể scan được ở bên trong con Aurora đúng không? Chính xác. Chỉ ta kiếm Cyclops làm gì không? Không, không phải. Cyclops hình như là không thể nào scan được ở trong Aurora. Mà ta có thể scan được cái khác. Exosuit. Đúng vậy. Thì bây giờ mình sẽ kiếm Cyclops thôi. Exosuit. Gì đó. Nhìn nó giống giống một cái gì đó nhưng không phải. Ow. Mình có bao nhiêu đồ rồi? Lithium cũng có hơi nhiều. Ta lại qua hướng này nữa rồi. Thôi, đi, quay ngược về. Giờ mình sẽ ra ngoài để sửa con này lại một cái. Si Mọt ơi, thương mày lắm đó. Nó muốn hư nát bét luôn. Rồi, để mình vô trỏng cho nó an toàn. Và ta mở lên trên này coi. Blue Ring, hãy kiểm tra xem. Đầu. Cyclops đâu? Scanner Room 2/3. Chưa thấy Cyclops. Kéo lên trên. Và Cyclops Sea Moth này nọ. Sea Moth chúng ta đã có. Và Cyclops đây. Cyclops còn thiếu một cái engine Blue Ring nữa là xong. Ow! Đứa nào dám tấn công con Sea Moth thân yêu của tôi? Rồi, và có lẽ chuyến thám hiểm của chúng ta ngày hôm nay sẽ phải tạm dừng lại tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!